Vâng, xin kính chào tất cả anh chị em và tất cả các bác. Hôm nay em lại mang đến cho anh chị em một mẫu xe dòng khung titan nhé, khung titan và càng carbon, một mẫu xe cực kỳ là đẳng cấp. Và nói về hệ thống titan này, là khung titan là một trong những khung được đánh giá là tốt nhất trên thế giới. Đấy. Và giá của nó cũng tương đối là hợp lý với chiếc xe này. Đây, các bác xem, có thể xem cái khung titan của nó đây. Đấy, dòng xe khung titan tay cong. Một dòng xe khá là đẳng cấp luôn nha anh chị em nhé. Đây ạ, vâng, tay cong. Và sử dụng hệ thống đồ Shimano 105. Đồ Shimano 105, một trong những đồ Nhật chất lượng, cực kỳ chất lượng và nổi tiếng trên thế giới, để được ưa chuộng nhất trên thị trường. Và là một trong những đồ tốt nhất trên thị trường. Một chiếc xe này là nói chung là độ hoàn hảo của nó là rất là hoàn hảo, về cấu hình, kết cấu và độ bền chắc, đồ cao cấp của nó đấy anh chị em xem. Cụ đề này, hệ thống này, Shimano 105 hết nhá anh chị em nhá. Có hai tầng đĩa, và hai tầng đĩa đấy ạ, hai tầng đĩa Shimano 105. Shimano 105 quá là đẳng cấp luôn, cực kỳ là đẳng cấp, một chiếc xe quá là hoàn hảo. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết để các bác có thể là xem được chiếc xe này. Vâng. Trước tiên là em sẽ bơm xe lên, bơm hơi lên. Đấy. Đây, chiếc bơm của nhà em đây ạ. Vâng, một chiếc bơm khá là tốt, khá là xịn luôn. Bơm này là chất lượng 4 sao. Bơm này là cực kỳ là hàng cao cấp đây. Bác nào mà cần cho mình một chiếc bơm xe đẹp như thế này thì bác cứ alo cho em. Bơm này là tốt nhất rồi. Nói chung trong các hệ thống bơm thì bơm ở bên em này được bảo hành tốt nhất và là bơm xịn nhất, được chọn lọc cực kỳ là tốt luôn. Đố các bác tìm được hệ thống bơm nào có chữ 5 sao, 4 sao như này. Đấy, ở đâu có chữ 4 sao như này. Đều không có 4 sao, tiêu chuẩn 4 sao này là cực kỳ là tốt nha các bác nhá. Đấy, đây là ký hiệu cho những dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Đồng hồ đây ạ, vâng, đồng hồ đây. Bơm cực kỳ là chất lượng. Đấy. Đấy, nó bơm xe vào cho em. Đấy, có chốt và dẫn rất là nhẹ nhàng thôi. Tương đối với cái dòng xe đẹp này, các bác cứ dẫn chân dẫn thôi. Nó sẽ lên số cân của nó nha các bác nhé. Nó khoảng tầm 4 cân thì các bác có thể là dừng lại được. Đấy. Hơn 4 cân, 4 cân rưỡi đây. Bơm cực kỳ là chất lượng nhé. Chúng tôi các sản phẩm bơm này các bác cứ lấy chân các bác dặn thoải mái cho em. Cực kỳ là bền đấy ạ. Vâng, cực kỳ là bền. Bơm cực kỳ là bền và bơm này là bơm cực kỳ là chất lượng. Và giá thành của chiếc bơm mà em đang bơm này có giá chỉ có giá là 300k thôi nha các bác nhá. Chỉ có giá là 300k. Nó tốt nhưng mà giá lại rất là rẻ các bác ạ. Hợp lý, giá cực kỳ là hợp lý luôn. Để đấy, chiếc bơm cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Đấy. Đây, các bác xem đồng hồ hiển thị đây, các bác. Đấy, đồng hồ hiển thị đấy.
5 cân. Vâng, 5 cân. Chiếc bánh đã được bơm 5 cân các bác nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Khóa vào các bác, và các bác bơm xong các bác khóa vào cho em. Rất là ngon. Đấy. Những nhà bác nào mà có xe đạp thì các bác nên sử dụng những cái bơm này cho em nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Với những chiếc xe như thế này thì nó là niềm mơ ước của rất là nhiều người. Và đặc biệt là xe đạp là một môn thể thao rất là yêu thích. Nha các bác nha, cực kỳ là yêu thích luôn. Nó có thể là giúp các bác tránh được nhiều bệnh tật. Các bác phải sử dụng xe đạp này để các bác tập thể dục thể thao. Rất là tốt. Nhất là những người mà có... hay bị những cái bệnh ví dụ như bệnh là tai biến. Đấy, bệnh tai biến là rất là quan trọng nhé các bác nhé. Các bác mà không tập thể dục thể thao là rất là nguy hiểm đấy ạ. Đây hệ thống của nó đây ạ, em sẽ quay trực tiếp. Chiếc này có đèn báo dưới đây ạ, và đèn báo này và hai chiếc đèn đây, chiếc đèn đây nữa, và cái trên cái dưới. Và tay lắc nha các bác nhá. Con này là sử dụng tay lắc này. Tay lắc này. Đấy, tay lắc này. Tay lắc 105 này. Phanh 105 đây. Đấy. Tay cong. Đây, hệ thống khung của nó là bằng titan này các bác này. Đấy, các bác có thể xem trực tiếp như này, rất là dễ, titan thì rất là dễ nhận biết thôi. Đấy, hệ thống titan này. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. Đây, và đồ của nó toàn đồ 105 thôi, Shimano 105 thôi. Đấy, cực kỳ là chất lượng này. Đây nữa, đấy. Bàn đạp cực kỳ là ngon luôn nhá, các bác nhá. Và càng của nó là càng carbon. Vâng, càng carbon. Càng carbon các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Mayer rất là ngon này. Và cái vành của nó này. Vành của nó, hệ thống vành là ngon hết này. Hầu như con này nó đạt toàn diện là đồ nguyên zin của nó đấy các bác ạ. Vâng, đồ nguyên zin của nó này. Phanh trước là hệ thống Shimano 105 nhá các bác nhá. Đấy, đồ của toàn có chiếc xe này toàn 105 thôi. Phanh sau này. Đấy. Cho nên các bác cứ yên tâm. Còn nếu bác nào là yêu thích cái dòng titan này thì các bác cứ alo cho em thôi. Lốp nhỏ. Chiếc lốp nhỏ còn khá là ngon luôn. Chiếc lốp nhỏ còn khá là ngon ạ. Và lốp này là 700 x 23C. 700 x 23C các bác nhá. Đấy. Lốp này là lốp cao cấp. Và lốp mà Continental. Vâng. Lốp cực kỳ là cao cấp. Michelin. Vâng. Những dòng lốp cực kỳ là ngon luôn. Các bác yên tâm về cái lốp này. Đấy. Và hệ thống đây, hệ thống phung vành đây các bác này. Hệ thống phung vành nhá. Còn nguyên tem của nó luôn này. Đấy, còn nguyên tem này các bác này. Đấy. Líp của số líp của nó đây ạ. 2 đĩa này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 líp. 2 đĩa 10 líp. Vâng. 2 đĩa 10 líp. Mayer đây, Mayer rất là ngon luôn này. Mayer này. Củ đề của nó này. Hệ thống củ đề Shimano 105 là cao cấp nhất rồi. Hàng cực kỳ là khủng rồi. Cấu hình cực kỳ là khủng rồi các bác nhá. Đây là hàng tuyển chọn, hàng cực kỳ là đẳng cấp thế giới rồi. Không có cái nào hơn được cái này nữa rồi. Đấy, titan, hệ thống khung vành titan. Đồ toàn Shimano 105 nha các bác nhá. Đấy. 2 đĩa. Đi cực kỳ là ngon luôn. Và chiếc xe này thì sẽ phù hợp với những người từ 1m5 đến 1m68. Vâng, chiếc xe này hơi thấp một tí. Đây, chiếc
sẽ phù hợp với người 1,5 m đến 1,68 m nha các bác nhá. Đấy, yên này là còn nguyên bản, nó còn nguyên zin, chưa bị hỏng hóc gì cả nhá. Yên này, hệ thống yên này, ngon này. Đấy, có cả túi nha các bác nhá, quá là ngon luôn, hoàn hảo luôn. Chiếc Titan này là chiếc cao cấp, cho nên là các bác nào mà có yêu thích cái dòng này thì các bác alo, và nó có mức giá của nó là 25.800. 25.800 các bác nhá. Đấy. 25.800 cho chiếc xe Titan, dòng Titan tay cong. Tay cong cực kỳ là ngon, đẳng cấp luôn. Đấy. Và có một bên em có cả mũ Conan đây. Conan xì. Đây là mũ dòng mũ cao cấp cho các dòng tay đua. Các bác cứ ngắm thử xem nó có đẹp không ạ. Và đây là dòng mũ cao cấp. Đây là một chiếc mũ màu bạc đen. Bạc đen nhá. Màu bạc đen này. Đấy. Mũ này thì có cả màu cam, màu xanh, màu trắng, trắng đỏ. Đấy. Mũ này thì là mũ cao cấp nhất rồi. Mũ này dành cho các đội đua. Cho các đội đua. Đấy, hoặc là mũ đôi. Có các bác có thể là nam nữ đều đội. Đều đẹp hết nha các bác nha. Cái dòng này là cái dòng cái người châu Âu ấy. Châu Âu, dòng Anh, Mỹ, Đức. Họ đang sử dụng rất là nhiều cái này. Cái mũ này. Tại vì nó rất là đẹp luôn. Phong cách là cực đẹp luôn. Đấy, các bác xem. Em quay cho cận cảnh chi tiết để các xem đây. Đấy. Cho nên là bác nào mà vợ chồng bác nào mà tham gia xe đạp đôi thì các bác nhớ mua cho bác gái một cái là màu xanh hoặc là màu cam hoặc là màu trắng đỏ cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Các bác xem cái nước sơn của nó này và cái mũ của nó này. Đây là mũ cao cấp nhá. Và hiện tại mũ này thì bên em đang giảm giá từ 850 xuống còn chỉ còn 650k cho một chiếc này thôi. Rất là nhiều người là yêu thích mũ này các bác ạ. Vâng, chuẩn bị là hết hàng đấy. Thì các bác nào có số lượng nó có ít thôi các bác, không có nhiều đâu ạ. Thì các bác cố gắng là yêu thích dòng này thì các bác alo cho em nhá. 650k nhá các bác nhá. Đẹp cực luôn nhá. Đấy. Thì các bác nào mà đi qua kênh của em thì nhớ ủng hộ kênh cho em nhé. Em có nhiều video hữu ích. Và có cái đồ gì, xe gì mới phù hợp với giá tiền của các bác yêu thích thì các bác cứ alo cho em. Đúng không ạ? Và hãy ủng hộ kênh, đăng ký kênh giúp em. Và em xin chân thành cảm ơn các bác nhé.